Hello anh em, lại là LMC đây, lâu lắm rồi không gặp anh em nhớ thế nhờ. Anh em biết tôi đang top mấy M873 không? Hiện tại tôi đang top 1 anh em ạ. Top 1 của Bà Rịa Vũng Tàu anh em ơi. Với 12.500 điểm, kết hàng top 2, 6.000 điểm cơ, thua xa tôi anh em ạ. Còn hiện tại tôi đang đứng top 3 của M873 của Việt Nam nha anh em ơi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để lên được top 1 M1873 của Việt Nam nhé. Anh em nào hóng tôi lên top 1 thì anh em hãy cho tôi xin một like và một lượt đăng ký nhá anh em ơi. Trận đấu này tôi sẽ đi solo xỉu watt nha anh em. Nếu mà bây giờ hiện tại tôi đang không biết là nên đi solo xỉu watt như này rồi vào bình luận cho anh em nghe, hay là tôi sẽ đi solo cho anh em. Mà dạo này tôi đi bắn map lớn nhiều quá, đi solo tôi bị mất trình anh em ạ. Kiểu như anh em chơi map lớn nhiều quá vào solo nó bị nháo anh em, nó bị nhu á. Mấy nay tôi đi map nhỏ ít lắm anh em, toàn đi map lớn rồi ạ. Đây những con người đấy, ui ôi một bầy luôn anh em. Trời ơi, full vàng là có thật anh em ơi. 2 kill bú liền, thơm phức. Trời ơi, thơm. Gạt lấy kill anh em ơi, thơm. Thăm ngàn. Từ để tôi đi kiếm M873 tôi bắn cho anh em xem nha. Bây giờ phải có M873 trước anh em ạ. Ơi có địch anh em ơi. Trời ơi, full vàng là có thật. Trời ơi, toàn vàng luôn anh em ạ. Lên chơi luôn anh em, M873 luôn anh em. Trời ơi, full vàng là có thật mà anh em. Trời ơi, đi vào bắn rank thì cần đơn giản hiệu quả chết địch là được anh em ạ. Không cần phải màu me bắn full đỏ. Anh em thích tôi bắn full đỏ đúng không? Trời ơi, quan trọng là tôi có thích hay không thôi. Sao mà yên tĩnh như vậy ta? Xung quanh đây còn địch không? Ra một thể luôn đi. Để từ tôi đi loot thêm một ít đồ đấy anh em. Chắc chắn trong 100% là khu này còn địch, chứ không lẽ nào khu này có 3 người. Lúc nãy tôi thấy cái gara một đống luôn mà. Trời ơi, lúc nãy tôi thấy cái gara một đống, tự nhiên bây giờ giết 3 thằng trong cái vắng tanh luôn. Ui, có địch, one shot luôn anh em, one shot luôn. Trời ơi, anh em lại bảo tôi bắn toàn vàng, one shot luôn, nhờn thế mày. Full đỏ ạ, thấy không, M873 vào tay tôi ấy. Ra đạn là full đỏ anh em hiểu không? Ra đạn là full đỏ, M873 trong tay tôi mà anh em. Trời ơi, anh em có nghe tiếng chân không anh em? Còn địch. Có tiếng chân anh em ơi, có tiếng chân. Nó đâu vậy ta? Tôi nghe tiếng chân anh em ạ. Ý nó bên đây này. Đấy, one shot luôn anh em. Trời ơi, ngại ngùng gì nữa, one shot luôn. Mấy cái con boss này trời ơi, búng tay mà phát tôi là full đỏ, thấy chưa anh em? Bắn M873 trong tay tôi ấy, ra đạn là full đỏ. Đúng không anh em? Mình phải chứng minh mình là top 1 M873 Bà Rịa Vũng Tàu anh em hiểu không? Nhưng mà tôi sẽ cố gắng lên top 1 M873 Việt Nam nha anh em. Anh em đừng quên cho tôi một like và một lượt đăng ký để tôi ra làm nhiều video bình luận như thế này nhiều hơn nha anh em ơi. Dạo gần đây bên TikTok của tôi ấy, tôi lười quá anh em ơi. Nhiều anh em bảo tôi là sao anh không ra clip. Trời ơi anh em ơi, tôi lười lắm anh em ơi. Dạo này tôi toàn nói chung là ăn với ngủ anh em ạ. Ít chơi game lắm. Cho nên anh em hãy đăng ký cho tôi để tôi có thêm động lực tôi ra nhiều clip hay ở trên YouTube nha anh em ơi. Bây giờ tôi sẽ đi xuống dưới đây. Ê có keo anh em ơi, có keo. Sao đi tìm không thấy thằng nào hết vậy? À mày chạy đi đâu cho khỏi nắng? Đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải đá mà quàng phải là mình xê hấp mày hết tọt. Nhờn hấp hỏi. Đi ra lút đồ xem có gì không anh em. Mong là thằng này có đồ nha. Hẹn tôi đội cái gì mà hẹn hoài thì không biết. Chiêu cho xóa cái bạn luôn bây giờ chứ lị. Thằng này nghèo quá anh. Ui có địch. À, nhìn anh em. Full, trời ơi, và khe trời hết đỏ. Ra đạn là full đỏ. Cái pha đầu tiên là chẳng qua là tôi nhát, tôi bắn vàng vàng cho anh em trầm trồ thôi. Chứ tôi ấy, ra đạn là full đỏ. Anh em hiểu không? Ra đạn là chun đỏ. Ok. Trời ơi là trời, đi nửa cái map không có địch. Ấy, có thằng lút thính anh em ơi, có thằng lút thính. Chết mọi mày con, lút thính trước mặt LMC là mày tới số mày rồi. Từ anh em ơi, chưa biết bao nhiêu người nha. Tôi nghĩ chắc có một người thôi anh em ạ. Anh em biết cái combo kỹ năng của tôi là gì không? Tatsuya phi tới. Có địch. Ui, nó thấy tôi ơi. Ui, ra đạn là full đỏ. Như lào. Mày thích như lào. Hai thằng anh em ơi. Từ anh em ơi, từ. Tôi lướt lên trên kia, tôi ném bom nó cái bơm máu đây anh em. Bây giờ tôi sẽ phải ném bom nó anh em ạ. Cái con lợn này. Hai thằng lợn anh em ơi. Bọn này hai thằng lợn, để tôi ném bom nó anh em. Mày. Mày, trời ơi, nó ném bọn ma, nó né kìa anh em ơi, chán thế. Mày, một bé. Ui, khượng. Con lợn này có một đứa anh em ơi. Mày, ra đạn là full đỏ, chỉ có thể là LMC mà thôi. Nhưng mà đi bắn boss anh em ạ. Đây, mấy bạn này hình như là tôi thấy toàn mấy bạn mới chơi sao ấy chứ. Có bắn tôi được viên nào đâu. Ở lúc này bắn xem tôi xém chết mà ta. Hồi đi qua tháp đồng hồ xem có ai không. Ui, có đứa mới đáp dù anh em. Ui, có đứa trên đầu tôi kìa. Mày, ra đạn là full đỏ. Mày
Cứu mày, cứu mày. Hết tọt. Cứu mày. Cứu, cứu. Thế là mày chưa nghe cái câu của bác gấu rồi. Có trình thì bắn trước mặt, không trình thì cứ bắn lén sau lưng, nghe chưa thằng nhóc. Ra đạn là phun đỏ, trời ơi, có 3 thằng thôi hả? Đông đông vô, kéo lần 40-50 thằng vô, anh bắn một thể nó mới sướng tay được. Chứ ra 2-3 thằng thì sao mà sướng được. Để tôi lên trên đây xem còn đứa nào không, tôi cho đi luôn nhờn. Không có gì hết, xác bọn này nó nghèo quá anh em ơi. Ui, trời ơi là trời, sao bọn này nó cứ cắn đi tôi. Ui, nó cầm barret, trời ơi là trời, trời ơi. Sao bọn mày bắn lén tôi ngoài vậy vậy? Trời nó. Tao mà biết mày ở đâu nhá, tao xới cả nhà mày lên luôn. Từ từ anh em bơi mình máu cái. À, nó ở đâu ta? Ủa, trời ơi, dạo con đấy mắt tôi yếu vãi không? À đây 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 đây. Mày chạy đi đâu? Mày chạy động, mày chạy động. Ui, khựng. Trời ơi, mấy nay tôi chơi game bị khựng hoài luôn anh em ạ. Dạo này ngu rồi. Từ từ anh em ơi, từ 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 từ. Từ từ. Đấy, có đứa dám nhìn tôi kìa. Trời ơi. Từ từ anh em, để tôi xuống tôi giết thằng này trước. Tí tôi qua tôi xơi thằng kia luôn. Bọn mày đã đụng nhầm người rồi. Ui, quái trưởng nó qua gốc cây rồi nào vậy? Một đầu đấy anh em, một đầu rồi, một đầu rồi. Phi tới chơi luôn đi gì. Dân chơi mà anh em sợ mẹ gì mưa rơi đúng không? Chơi luôn. Trời ơi. Ui giời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, 1873 mù mắt quá. Ui, trời ơi, nó chích. Trời ơi, có địch. Ui ơi, đông gì. À, có một đứa bên tay phải tôi anh em ơi. Có một đứa bên tay phải thôi. Là hai đứa, cái thằng này vừa dám nhìn tôi. Ui, gì vậy, đông vậy. Ui ơi, xung quanh anh toàn địch ấy. Trời ơi, đông vậy. Trời ơi, đếm bom, trời ơi, mưa bom. Trời ơi, đông chứ gì. Trời ơi, mày nó. Ui trời ơi, 4 thằng luôn rồi. Mày chịu đây. Không top 1 trận này tao xóa game nghỉ luôn. Nhưng mà thêm một người nha anh em, tôi mời thêm thằng Vindu, thằng đệ tôi anh em ạ. Thằng này nó bắn hay lắm. Mời bà cho nó gánh tôi anh em ạ. Giờ tôi bắt nhau quá, đi solo thì what không nổi anh em ơi. Ui trời ơi, đông vậy. Trời ơi, không phải là tôi không dám đi solo thì what đâu. Tại thằng Việt Du này nó xin vô nên tôi cho nó chơi đấy anh em ạ. Đi vào cho nó gánh tôi anh em. Trời ơi, chứ đi gặp đi chơi buổi tối bọn nó đi chung lần 4 thằng không anh em ạ. Sao mà chịu nổi. Từ từ anh em ơi, để tôi đi kiếm súng cái. Trời ơi, cái gì đây? U đồ, M60 có thằng này ở dưới luôn, ngon. Lượm 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 lượm. Phun đồ ạ, trời ơi, vàng khẻ luôn. Ui trời ơi, bắn gì vàng khẻ vậy? Có hàng không, có hàng không? Ui trời ơi, tao mời mày vô cho mày gánh tao mà mày nốc rồi. Ý, có hàng luôn anh em ơi, có hàng luôn. Không sao, để yên tâm đi, anh gánh mày được. Trời ơi, dăm ba mấy cái con box này, anh bắn một phát một thôi. Ý, có đứa bắn nhau ở dưới kìa, ngâm xuống hốt liền. Trời ơi, khi tôi cầm M1014 trong tay anh em biết như nào không? Bắn là phải như con hổ. Trời ơi, mấy con này tuổi gì hả anh em? Ui, tôi nghe tiếng chân anh em ơi, tôi nghe tiếng chân. À, à, mày chạy đi đâu? Còn địch luôn, còn luôn. Có nha anh em, có nha. Mày gạt luôn. Ui, cái thằng khứa nó két kêu tôi anh em ạ. Mày bị két kêu tao không mày? Mày biết tao là ai không? Cầm suất gun trong tay là phải bắn như con hổ. Ok, gạt luôn anh em ạ. Không, con đứa cả ép tiếp thì ôi dồi luôn ạ. Ui, có đứa rồi anh em. Mày đi đâu lia. 4 thằng. Đáng lẽ 5 kêu bị thằng khứa kia nó két mất một kêu cay thế nhở. Trời ơi là trời, thôi không sao, để anh cứu mày nha Việt Tun ơi. Từ anh em ơi, để tôi lên tôi cứu thằng kia không, nó khóc mất anh em ơi. Ok, vô cứu thằng Việt Tun nào, 300 xu luôn. Mua SVD này. Ui, có shotgun, ngon, bú. Dạo này tôi cầm cái khẩu shotgun 2 viên tôi bắn ghê lắm anh em ạ. Ủa, mua chưa? Ủa, mua full giáp luôn. Trời ơi, ui má, đầy đồ hoài không nói. Cái ba lô của tôi, ui ôi, 16 bình máu, trời ơi là trời. 16 bình máu, trời ơi. Má, đi tanh bo gì mà lút nhiều máu chứ người ta. Vứt bớt bớt ra coi, trời ơi. Hèn gì lúc mấy tôi mua đồ không được. Vứt bớt bớt máu ra anh em ơi, 16 bình máu ạ, quái cả trường thiệt đấy chứ. Đấy, mua thêm một ít đạn shotgun. Đấy. Đi bây giờ có 1873 có hàng rồi anh em ạ. Bây giờ chúng ta đi săn thôi. 4 kill đầu game. Ui vứt nhầm anh em. Bây giờ đi thôi. Có thêm một cái đuôi là con Việt đun này. Ui có địch luôn anh em. Thằng này tôi sẽ one shot luôn cho anh em xem nha. One shot luôn. Để tôi test thử khẩu SVD có. Ui rồi, chụt 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 chụt. Ui ui ui. Trời ơi mẹ, mấy cái con nhân vật này bực mình thích nhờ. Mày chạy đi đâu cho khỏi nắng hả con? Mày biết tao là ai không? Trong tay tao mà có 1873 là mày tết quả mày rồi con.
Đi xăng thôi em yêu ơi. Đi xuống để anh chở cho. Đừng chê nghèo lên xe anh đèo FC Point nha nghèo. Đi thôi, có địch luôn, có hàng luôn. Mày đi đâu? Đi má nó cái. Trời ơi. Ấy, chích dậy đi, dậy đi. À. Một kêu tâm phức. Trời ơi là trời. Không phải là tôi cố ý đâu anh em ạ, bởi cái kêu đó là nó cái kêu tôi nên tôi để cho nó chích để tôi ăn anh em, chứ tôi đâu có ý gì đâu anh em. Ui một bầy luôn. Ui. Một bầy luôn anh em ơi. Trời ơi. Ui ơi. Một bầy luôn. Hầu giá. Trời ơi, đông. Từ từ anh em ơi, đông quá. Ui. Cái ép. Cái ép được một kêu thơm phức. Trời ơi, gạt luôn anh em ơi, gạt luôn. Gạt luôn không là nó cái ép mất kêu của tôi nữa thì thôi. Ôi giời ơi luôn đấy. Gạt luôn anh em ạ. Không thể nào hổ báo cáo trồn được anh em hiểu không? Máu liều nhiều hơn máu lão là chỉ có đi mà thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi thôi nào. Còn một bé cu te xin tươi một phát piu. Anh đây không tích lòng vòng. Ok. Ở dưới còn địch anh em ơi, ở dưới còn địch. Huống chơi luôn đi chứ. Dân chơi mà anh em sợ gì mưa rơi đúng không? Khô máu luôn. Ơ. À mày. Chưa kịp bắn viên đạo nữa thằng kia nó bắn ngất rồi. Ui chu choa mọa rồi. Bối lạc nước rồi, ăn cướp. Trời ơi, sao mày ăn cướp xe tao? Nó lấy xe nó đi luôn rồi. Trời ơi là trời, đừng có chạy nữa. Đứng lại đi, chơi nhau như hai thằng đàn ông đi xem nào. Trời ơi, chơi mà chưa chạy kìa. Nó thấy LMC bắn ghê quá, nó phi xe nó chạy luôn anh em ạ. Tao hứa danh dự với mày luôn, tao mà không giết được mày á, tao là con đóc. Ok, thôi có đứa bắn tôi kìa anh em, kệ nó cho thằng Việt đun lo này. Giờ tôi dí theo thằng đó luôn nha anh em, khô máu luôn mà anh em. Dân chơi mà anh em, sợ mọi gì mưa rơi đúng không? Khô máu luôn. Ý, nó bay đi được kìa anh em thấy nó không? Trời mày bay đi đâu? Đi đâu mà vội mà vàng mà bấp phải đá mà quàng phải dây hả con? Khô máu luôn nha. Ý, đừng đặt mìn nha ba. Tình như anh em mình có chắc bền lâu đó mà. À, đi đâu? Ui con đứa KS kêu tao hả mày, KS gạt luôn. Ui mày, cái thằng con lợn nó chích rồi anh em ơi. Chơi game mà chơi chích hả mày. One shot 1873 mày luôn rồi con. Ơ, nó đâu rồi? À, một viện. À, hụt anh em ơi, lại. Red dog. Mày hả con, đi đâu mà vội mà vàng. Bản đồ còn có 3 đứa nữa. Thôi là anh em mình top 1 rồi anh em ạ. Mày một viên yếu lắm rồi anh em ơi, yếu lắm rồi. Đẩy luôn. Ui trời ơi, vuốt gì mà vuốt ngáo gì. Mày phun đò vàng luôn nè con. Trời ơi, ra đạn là phun vàng. Kiểu này khi nào mới bay ạc anh em. Trời ơi. Ui rồi. Vô. Mày. Ui chích với tao hả mày. Chích hả mày. Láo nháo. Trời ơi, còn có một đứa à. Hồi top 1 rồi anh em ơi. Anh em nào mà thấy video này hay thì hãy cho tôi xin một like và một lượt đăng ký để tôi ra nhiều video hay hơn nữa nhá. Bye bye anh em.